Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa Club Atlético Ecoboost và các cầu thủ Sàn Hoàng Long. Đây là trận đấu nằm trong lượt trận thứ hai của bảng B giải bóng đá hạng nhất Cúp Phong Nguyên sân số 4 năm 2022. Club Ecoboost thì họ sẽ ra sân với trang phục áo đỏ quần đỏ và tất đen, trong khi đó thì Sàn Hoàng Long sẽ ra sân với trang phục áo xanh quần đen và tất trắng. Trong khi đó đội xếp thứ hai là SC Thóc và xếp ngay sau họ là. Như vậy hiệp 1 cuộc đối đầu giữa các thủ Club Atlético Ecoboost và khoáng sản Hồng Long, trận đấu nằm trong lượt trận thứ hai bảng B vẫn chưa có những cơ hội nguy hiểm. Đường chuyền là của Tùng Lâm, phối hợp rất hay và đây là cơ hội dành cho Hoàng Long, không được. Cú dứt điểm thì đã bị chặn lại, nhưng đó là một tình huống phối hợp rất sáng nước. Chất lượng của những đường chuyền của cả khoáng sản Hoàng Long cũng như Ecoboost đang gặp vấn đề. Và đây là tình huống lên bóng của khoáng sản Hoàng Long, toàn dị 3-2. Dứt điểm rất nguy hiểm, không có bàn thắng dành cho cầu thủ khoáng sản Hoàng Long. Vẫn đang là toàn dị. Mất bóng rồi và đây là cơ hội dành cho Ecoboost. Cú sút là của Mạnh Tùng, rất nguy hiểm. Cú sút của Mạnh Tùng bóng đi hơi cao một chút thôi so với khung thành Minh Phúc. Vẫn đang là số 19 bên phía khoáng sản Hoàng Long. Toàn dị. Bóng hướng tới cột 2. Và đây là cơ hội dành cho khoáng sản Hoàng Long. Như vậy tỷ số đã được mở dành cho khoáng sản Hoàng Long rồi. Sau những nỗ lực thì khoáng sản Hoàng Long đã có bàn thắng. Và người ghi bàn đó là anh Tuấn. Chúng ta xem lại bàn thắng của anh Tuấn. Xuất phát từ đường chuyền của Toàn Dị, bóng hướng tới cột 2. Sau đó thì bóng đã đến với vị trí của anh Tuấn. Và số 13 của khoáng sản Hoàng Long đã không từ chối cơ hội mà thủ thành Long Gôn đã dành cho anh. Vẫn đang là cầu thủ Club Atlético Ecoboost. Trọng tài xác định không có lỗi và đây là phản công dành cho khoáng sản Hoàng Long. Đường chuyền là của Minh Phúc. Cơ hội! Bàn thắng thứ hai đã đến với khoáng sản Hoàng Long rồi. Và người vừa ghi tên mình lên bảng tỷ số đó là số 10 Quốc Minh. Rất nhanh sau khi mở tỷ số thì các thủ khoáng sản Hoàng Long đã có bàn thắng thứ hai. Và cách biệt lúc này đã là 2 bàn. Chúng ta xem lại tình huống phản công rất sắc nét đến từ các thủ khoáng sản Hoàng Long. Đường chuyền đến từ vị trí của Minh Phúc. Thứ hai dành cho khoáng sản Hoàng Long. Đây là Toàn Dị. Kim Sĩ xử lý rất nguy hiểm, như vậy đã có bàn thắng Quân Minh. Chính xác là bàn thắng rút ngắn tỷ số cho còn 1-2. Bàn thắng rút ngắn tỷ số cho còn 1-2 dành cho các thủ Club Atlético Ecoboost rồi. Còn bàn thắng rất may mắn của Hiếu Cầu. Bàn thắng đến từ lỗi trực tiếp của thủ thành Kim Sĩ. Chúng ta xem lại tình huống chuyền bóng cực kỳ bất cẩn của Kim Sĩ. Món quà mà Kim Sĩ đã dành tặng cho Hiếu Cầu. Rồi công việc của Hiếu Cầu thì rất đơn giản. Anh chỉ áp sát và chờ đợi Kim Sĩ sút bóng thẳng vào người của anh và ghi bàn mà thôi. Đá biển dành cho Ecoboost. Hôm nay cách biệt chỉ còn một bàn nữa thôi. Như vậy bên phía các thủ Ecoboost thì đã có sự thay đổi người. Và đây là cơ hội không thể vượt qua được Kim Sĩ. Và đây là cơ hội dành cho Ecoboost. Liên tục là những cơ hội dành cho đội bóng áo đỏ. Bóng vẫn còn, không được. Vẫn đang là Ecoboost. Rồi là cú dứt điểm của Hữu Thắng. Hiếu Cầu. Vẫn đang là Hiếu Cầu. Cơ hội cú sút của Tiến Sơn. Đường chuyền dài của Quyên Quế, nó hướng tới vị trí của Hiếu Cầu. Bóng vẫn còn. Vẫn đang là Hiếu Cầu. Nỗ lực đi bóng bên phía cánh trái của Hiếu Cầu. Cơ hội không có bàn thắng dành cho cầu thủ Club Atlético Ecoboost. Như vậy hiệp 2 đã bắt đầu. Đá biển dành cho Ecoboost. Và đây là cơ hội dành cho Ecoboost, rất nguy hiểm. Cú chạm bóng và đây là cơ hội, không được. Mạnh Tùng cứu lên bóng của Ecoboost. Kim Quế cơ hội, đường chuyền dành cho Mạnh Tùng. Và đây là cơ hội, bàn thắng Quân Bình tỷ số 2 đều đã đến với cầu thủ Ecoboost rồi. Và vẫn là cái tên Hiếu Cầu. Lần này thì một bàn thắng rất đẹp của Hiếu Cầu, xuất phát từ một tình huống phản công rất nhanh của Ecoboost. Hiếu Cầu đã giúp cho Club Atlético Ecoboost Quân Bình tỷ số 2 đều. Chúng ta xem lại tình huống lên bóng của cầu thủ Ecoboost. Người kiến tạo đó là Mạnh Hùng. Nhưng trước đó là nỗ lực đến từ Kim Quế. Bàn thắng Quân Bình tỷ số đã đến với Ecoboost rồi. Là một tình huống lên bóng rất chất lượng của thủ áo đỏ. Lại là Hiếu Cầu. Và đây là Tiến Sơn. Không được. Dứt điểm. Khá nguy hiểm.
dứt điểm, cú dứt điểm rất nguy hiểm của Hiếu Cầu. Sẽ thực hiện quả đá phạt dành cho khoáng sản Hoàng Long sẽ là Quốc Minh. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cũng đã vang lên. Như vậy kết quả cuối cùng ở trận đấu của lượt trận thứ hai bảng B giải bóng đá hạng nhất Thanh Hóa Cúp Phong Nguyên lần thứ tư năm 2022, cuộc đối đầu giữa các thủ Club Atletico Ecoboost và khoáng sản Hoàng Long đã có kết quả hòa 2 đều.